Phụ tùng hãng Ocom xin giới thiệu các bạn củ đề của xe Smart Trung Quốc nha quý vị. Sử dụng xe Trung Quốc nha quý vị nha. Nhớ sau quay chi tiết quý vị xem củ đề của xe Smart Trung Quốc nha quý vị. Hàng mới xuất hàng loại 1 nha, chuẩn zin nha quý vị nha. Về chỉ việc lắp đặt nó có dây sẵn rồi nha quý vị.